Rồi, Minh Hiền miền Tây chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại cái chợ Hồng Sina của xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho cô chú anh chị xem năm mới rồi nó có phát triển như năm cũ không ha, hay là tệ hơn. Theo chân mình đi ha. Đây là cầu qua chợ. Đây là bánh cầu bánh chợ nha quý vị. Sông sáng nước cạn nha. Đây là hướng về ngã 6. Đây là khu giải chợ cặp mấy sông. Rồi giờ mình qua chợ. Đang đi trên cầu ha. Đây trước cổng chợ ha, gà quá trời gà luôn nha, là thịt bò. Đây đường này đi ra quốc lộ trước cổng chợ thật quá. Trước cổng chợ nha. Quá trời trái cây, quá trời bông, hôm nay tới ngày cúng nha. Nay 29 này nha quý vị. Nay đồ cúng nhiều rồi, trái cây quá trời luôn, chợ Hồng Sina nay trái cây nhiều ha. Đây bánh, gian hàng bánh quá trời bánh luôn, đủ các loại bánh nha. Đây bắt đầu mình vô chợ nha cô chú anh chị. Đây hến vừa vớt vừa bán luôn. Đây hến một cái chỗ lửa ký 50 ngàn, quá trời hến nóng hổi luôn nha. Đây là trước cổng chợ, đường nó đi ra ngoài quốc lộ 1. Bắt đầu mình vô chợ nha. Dịch có hộp dịch xài. Trái cây bông. Bánh mì đây. Bán 15 ổ đi, thứ mà 15 ổ 50 ngàn. Ăn hết không chạy. Chồng bỏ vậy. Ê, chồng bỏ thôi nha. Đây, nấm. Đây, nấm này cũng đẹp nữa nè. Bông điên điển nữa. Lâu lâu đem vô cuộn nó dễ dài.
lâu lâu rồi coi chợ mình nó có cái gì mới không, phát triển không. Có nó ế hơn năm rồi không hay nó đắt hơn? Bán xài á, xài ghép. Không có coi không? Minh Hiền miền Tây. Minh Hiền miền Tây ha. Mắm. Đây, xin tố vô. Ồ, làm gặp dữ ta. Hello. Hello. Quá đẹp trai. Về ai ăn vô chứ tôi kéo ủng hộ nha mấy chị. Đây, ha. Ông bán thùng này ông lại con chịu gửi nha. Nè nè, chị Vũ kem ở chợ học Sina nè ha. À, hổng bên YouTube anh là bên gì quên này? Minh Hiền miền Tây. À, Hiền miền Tây, hàng chị hổng về em kiếm có cái em quên. Lâu năm mới rồi mình coi lại chợ mình có phát triển không? Bữa hổm nước ngập không, tôi quay cái nước hết ngập phải không? Trời. Đây tập quá. Thịt bò. Minh Hiền miền Tây. Minh Hiền miền Tây. Minh Hiền chứ không Minh Hiếu mà không quay rồi đó. Gần má lên mình coi hôm rồi này mai mốt coi. Bữa không quay mà nước ngập hôm nay hết ngập phải không? Này hả? Thì mở lên mình coi cái cũ trước rồi này ba bữa nữa, hai bữa nữa. Đây thịt heo. Quá trời tươi luôn, thịt ngon. Bún xào. Đây đồ ăn nguội nha. Này là ăn liền luôn. Bún xào. Bánh tiêu. Bánh. Cắt là bánh. Bánh canh nha. Canh bột. Bánh nhiều cô. Bánh gì đây? Rau cải. Bông. Rau cải. Thịt heo. Này thịt trâu. Chợ Thanh Trung, Hồng Sina. Quần áo các loại.
đây khoai lang, khoai môn, các loại bánh luôn nha. Quá trời trái cây không vậy, 29 nè, bán trái cây ngày cúng. Đây hai bà chị bán thật đẹp, gái. Đem qua nước ngoài. Không coi có đẹp không, không có mở coi không. Đập thịt gì chút xíu hết trơn, chợ này bán đắt lắm. Tự nhiên vậy nó mới đẹp, tự nhiên nó mới đẹp chứ còn mình chuẩn bị nó không có đẹp. Như gói tăm, gói tông, cây viết, bàn chải đánh răng, liễu rửa chén, cắt ngón tay, móc khóa, hộp quẹt ga và một số lần khó khăn vất vả hơn. Theo những tình cảm, tình thương mến thương, rất mong bà con công ác hãy ủng hộ cho người mù bằng cả tinh thần đã quả chất. Xin cảm ơn bà con công ác rất bánh mì. Gào cái. Không có coi không? Không có coi không? Đây quá trời xài đẹp luôn nha. Đây ngày cúng quá trời đồ đẹp. Đây người bán trái cây cũng đẹp luôn, chào luôn. Quá hậu à, quá hậu bán trái cây. Đây, bắp. Bắp xài, táo. Nhãn. Đây bắp chín luôn nha. Sống có chín có. Bắp này chắc 8.000 trái quá. Rẻ không? Đây giày dép nha quý vị. Chợ Hồng Sina. Heo. Dạ. Rau lan ha. Đây giò heo. Trời cái này mà giá cây ăn là vừa luôn ha. Quá ngon. Trời cái giò trường hết biết cái giò trường này. Giò trường heo quá trời bự luôn là ngon. Giờ đóng không à? Giờ hết bán giò lạnh rồi nó mang ăn cho rồi. Đồ nhậu không? Đây thịt quay. Đây quay luôn. Đẹp mà sợ vậy. Cười. Cười có duyên ghê ha. Có mà lên YouTube Minh Hiền miền Tây nó mới lên. Có. Đó, không đổ đá rồi đó. Không nước ngập nè, tôi quay cái này mấy bữa sau đổ đá rồi. Minh Hiền miền Tây. Minh Hiền. Đấy đâu có máy đâu. Đây bấm ra. Sao? Có chứ, lên truyền hình YouTube Minh Hiền miền Tây nó mới vô.
bấm Minh Hiền miền Tây, nó đúng tên nó mới vô, tại vì nhiều người á. Minh Hiền miền Tây vô YouTube á. Đây là khu bán chuối chiên rồi những gì bánh. Đây thịt heo. Chút xíu hết cái gì mới giờ này mà ế vậy, còn như đây mà xương rồi không ngon chết nè. Chợ Hồng Sina nha, chợ thịt nha. Chút xíu rồi. Nãy giờ quên đây nữa. Đây tập quá nha. Đây giò heo giá cày. Lỗ tai heo. Luộc. Sườn heo, đuôi heo nha. Quá ngon. Đây. Rau cải. Chợ Hồng Sina nơi đông nha. Nay ngày cúng. Bên này ngày cúng hơi đông. Đông năm nay nó hơi, năm nay nó hơi đắt hơn năm rồi. Năm nay đắt hơn năm rồi nha. Cái trái này trái gì đó đỏ ngon quá ta. Trái chanh dây. Chanh dây hả? Chanh dây hả? Đây đậu hũ, bánh xèo miền Tây nha. Đây bánh xèo miền Tây vừa chiên vừa ăn luôn. Đây bà chủ. Chưa chồng nha. Chưa chồng nha. Mới ba bốn cháu ngoại à. Đây bánh kẹp, bánh bông lan, chuối chiên, trứng, các loại trứng. Bãi đây ngoài quán rau nha, lục bình bông, lục bình bắp chuối, rau muống vừa nghe, rau muống xong hái hay rau vừa không nghe. Đây lục bình, rau chay, chuối rồi. Đây qua đây chợ cá nha, sữa đậu nành, đậu hũ. Chợ Hồng Sina nó đông như quý vị. Năm nay giờ Hồng Sina bắt được xả, thịt heo. Đây khu rồi bán cá nha. Mà không quay cái khu này cái tự nhiên về nó mất tiêu một khúc. Cá, khu vực bán cá như quý vị. Ông Bảy đẹp trai nè. Chủ vườn sầu riêng nha, sầu riêng dữ lắm á. Đây, chợ cá, khu chợ cá như vậy. Cuối nhà lòng chợ Hồng Sina. Tập quá. Đậu hũ. Cá lóc đồng, cá sặc. Thắt lát. Quay chút xíu hết à. Lương đồng. Anh quay đó, anh đang chừng nào biết em lên coi anh. 2-3 ngày nữa. Đó bên cái gì? Bên anh gì? Minh Hiền miền Tây. Miền Tây bên YouTube hay gì? YouTube. Em coi giống gì coi cá em muốn đại bán cái chợ này đắt không? Cá lóc đồng mập lù luôn nha. Đây khu này bán cá đồng không nha. Đây là cuối chợ nha, còn rộng lắm nha. YouTube á. Minh Hiền miền Tây. Bấm vô đăng ký thì mình coi hết, còn mình kiếm thì nó lâu. Bấm vô mình đăng ký. Đăng ký coi mà tốn tiền gì, ta quay không cho coi mà tốn tiền. Đây có máy đó không? Đây lòng tông nha. Quá trời lòng tông luôn. Cắt thì 12 ngàn, cắt từ 13 ngàn. Cá hình về con.
xài. Đây ở đồng. Lương đồng luôn em. Đây là cá dứa, cá dứa bự ghê luôn. Lọc đồng. Gà. Cá chạch đồng. Cá chạch đồng. Lương. Cuối chợ Hồng Sina. Do ga. Do dịch. Đây cũng thịt heo nữa nha. Bán đắt quá trời mà giờ này hết trơn đồ rồi. Chợ này đông quá trời luôn. Cuối chợ nè. Chợ mà khách đông nghẹt. Đây quay rồi đó. Qua chợ Campuchia hả? Đây cuối chợ nha quý vị. Cuối chợ Hồng Sina. Đây nay bà con bán là vào mấy bên đây luôn, quá trời luôn nha. Tàu hủ. Chuối cam. Quay đưa lên YouTube cho mấy bà coi, mấy bà bán năm gọi với năm nay, năm nào được. Năm nào khách đông. Đây khúc chót khóm không đơn giản nha. Muốn bào khóm đây cuối chợ hai dãy. Đây bà con bán sâu tới đây quá trời đầu luôn. Củ hành, khoai lang, gừng, dưa cải này đủ hết. Khoai lang, khoai mỡ, khoai từ, khoai môn. Chuối ha. Đây cuối chợ. Dừa khô, gạo sập quá đầy đủ hết ha. Củ năng, khoai môn, khoai từ, khoai lang, cơm, củ cải.
súng quá đẹp. Đi sang nước khác, nước này bán ế, ở chợ này bán ế bên đây. Muốn đi nước nào? Nước nào bán đắt rồi đưa em đi. Cái này con hỏi bà chị cái nào. Rồi cuối chợ rồi mình ra ngoài trước đầu chợ. Đây mình không chợ nè. Ba dãy. Đây quán ăn hủ tiếu trong nhà lòng. Đây đồ bàn chải vật dụng chùi nồi rửa chén rồi nha. Đây người đẹp kẹp bông hoa rồi của phụ nữ. Làm YouTube, qua YouTube này, đưa lên YouTube nè. Đây rau cải nè. Mình đi ra mấy sông nha, mấy sông đó mình đi lên trên à, khu chợ nó đang cất nhà nữa, khu chung cư đang làm nhà. Chợ bữa nay sung lắm như vậy, năm rồi bà con than quá, năm nay thấy khách đông đi chợ cũng đông, hai ngày cúng nữa à, đường ngoài ta đi vô chợ nữa. À, khu này khu giải chung cư, chung cư của Hồng Sina. Đây xuống đây có cái bánh ấy gà cào cái cá rồi tôi về ta lên chợ nữa, nó gà cào. Cào cá. Chợ luôn ha. Xe ghé ta đem lên chợ ta bán như vậy. Để mình ra Hòa Lậu. Đây có quán cà phê nữa nha. Cá mắm, cá lóc ba là gà, cá lóc ba là gà, cá đuôi hồng, cá dầu, cá lóc ba là gà, cá rô nha, về, bán mắc quá trời nè. Hải sản. Ngay dốc cầu. Gặp chợ. Giờ mình qua cầu mình đi lên cầu Thiện Trung nha. Cầu dây mà từ thiện á. Mình hướng về ngã 6 như quý vị. Đây cũng có hải sản rồi, cặp lộ bán cũng nhiều đồ lắm nha.
chợ hải sản luôn. Đường vô Sơn Trung cặp lậu nha, đường lên ngã 6 nha quý vị, cặp lậu. Cửa hàng nó mở cũng đầy đủ hết nha, cũng lớn lắm nha. Trang trí nội thất, chén ly bình đủ thứ hết, ghế salon rồi ha. Thanh tú. Chợ Hồng Sina. Đây hủ tiếu gõ 76k, quảng cáo lên trên mạng luôn nè, quá trời đông nha. Lấy chim luôn, quán quá ngon, bán quá đắt, quá đắt. Minh Hiền miền Tây, Minh Hiền miền Tây đây. Đây quán phở. Phở bò quá rẻ nha, có 15.000 ca. 15k một tô à. 15.000 một ca. Ồ 15k một tô. Nha quý vị. Quán này bán đắt lắm, sáng nào cũng hì hì khách, giờ này muốn hết rồi nè. Đây người đẹp bán phở. Nè, nay chuẩn bị cho nè, quay vô nè. Đây cặp đường nó bán đồ rất nhiều nha. Bánh tiêu, bánh giò, cháo quẩy, pate xô, bánh gáo. Đây là mồi bén của mấy ông nhậu rồi nha. Đây đi thẳng đó là ngã 6 nha quý vị. Đây là trạm y tế xã Thiên Trung nha. Đây. Trước cổng. Đây, rồi mình lên cầu Thiện Trung không quý vị. Dưới dốc cầu. Một bánh là rau cải nè, dưới dốc cầu nè, cầu Thiện Trung. Cười quá đẹp, chào khán giả luôn các ơi. Nè, ngước lên lại mới đẹp. Đây ngay cầu Thiện Trung như quý vị, cũng có bán cà phê, thịt bò, đồ ăn đầy đủ. Chợ là chợ Hồng Sina. Đây. Đó là ngã 6 như quý vị. Rồi lên cái cầu Thiện Trung. Xong rồi xong Thiện Trung nha. Đây quán cà phê. Cặp với dốc cầu. Đây là cầu Thiện Trung. Đi thẳng ra đó là mình đi ra ngoài quốc lộ 1 luôn nha quý vị. Đó, bên kia cầu. Hướng đó là lên ngã 6 nha.
thẳng lên nó ngã 60 ngàn rồi luôn đó. Xung quanh đây là cặp cái cầu Thiện Trung là cũng bán đầy đủ đồ hết nha, nguyên cái giả nhà cặp lộ luôn. Đó. Còn đây là ra ngoài hướng sông Vĩnh Long nha, các cái bè đó, dài xuống đó là chợ Hồng Sina ha, cặp đây là dài xuống dưới là chợ Hồng Sina, còn bên kia là chợ Thiện Trung cũ hồi xưa như vậy đó, chợ Thiện Trung cũ giờ ta dẹp dời qua bên đây rồi, ha. Đó. Đó thẳng ra sông lớn Vĩnh Long đó, về quốc lộ 1. Rồi video mình cũng kết thúc ở đây ha cô chú anh chị. Thấy hay rồi, cô chú anh chị cho mình một like hay một đăng ký gì đi ha. Rồi mình chúc cho cô chú anh chị vô sức khỏe nha. Đó, xà lan vô. Đó, hướng về ngã 6 xà lan đang tới đó. Chở cột. Rồi mình chào cô chú anh chị các bạn nha. Hẹn video sau nha.